Cảm tạ Chúa, một tuần lễ trôi qua. Chúa trình dự hội thánh được mọi sự bình an. Sáng Chủ nhật hôm nay, hội thánh được hiện diện ra mắt trong nhà Chúa.
để cùng nhau chúc tôn thờ phượng Ngài. Thay mặt cho mục sư quản nhiệm, nhị vị phụ tá và ban chấp sự hội thánh, kính gửi lời chào đến quý tôi con Chúa. Nguyện xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn hội thánh vào sự thờ phượng thật phải lẽ, đầy phước hạnh và đẹp lòng Ngài. Mọi vinh hiển thuộc về Thiên Chúa. Kính mời hội thánh đồng đứng. Tôi xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 29, câu 1, câu 2. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va. Kính mời hội thánh cùng tôn vinh Chúa, thánh ca số 26, chúc cho đấng ngồi trên ngôi. Kính mời mục sư Châu Thanh Thiên Ngọc cầu nguyện dâng thì giờ thờ phượng lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Cha kính yêu của chúng con, lòng chúng con thật biết ơn Chúa vì chúng con là những tội nhân ở trước mặt Ngài, được Chúa cứu chuộc, được Chúa đem vào trong mối liên hệ cá nhân với chính Chúa, và chúng con có cơ hội quý báu hơn khi được ra mắt Ngài, thờ phượng Ngài. Trong buổi sáng hôm nay, dân sự của Chúa ở tại Tô Hiên Thành, chúng con vâng theo lời Chúa dạy, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ai nói cho chúng con gác lại tất cả mọi sự và chúng con đến trong nhà của Ngài. Chúng con cùng nhau hướng lòng về Chúa để ra mắt Chúa thờ phượng Ngài. Con cầu xin ba ngôi Đức Chúa Trời hiện diện đi giữa hội thánh của Ngài, cai trị sự thờ phượng Chúa và hướng dẫn chúng con để rồi trong mọi việc chúng con làm, danh Chúa được tôn cao. Con nguyện Chúa thứ tha mọi tội lỗi, mọi vi phạm của chúng con. Dòng huyết của Chúa Giê-xu thanh tẩy cuộc đời của chúng con, giúp cho chúng con được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và rồi Chúa cũng sẽ vui nhận của lễ sự thờ phượng chúng con dâng lên cho Ngài. Con nguyện Chúa ở với chúng con từ thì giờ đầu đến thì giờ cuối trong từng tiết mục của chương trình. Ngài dẫn dắt chúng con và mọi việc chúng con làm, quy vinh hiển về cho danh của Chúa, mang đến sự vui mừng và khích lệ cho dân sự của Ngài. Nguyện Chúa cũng ở với người hướng dẫn chương trình, ở cùng với các nhân sự của Hội Thánh khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa sáng hôm nay, để ai nấy trong chúng con, mỗi người, mỗi công tác khác nhau, chúng con chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó, thấy được sự vui mừng khi chúng con ra mắt Ngài, được dự phần trong công việc nhà của Chúa. Con nguyện Chúa cũng ở cùng với dân sự của Ngài, để rồi ai nấy trong chúng con thấy được sự vui mừng và tươi mới khi chúng con ra mắt Ngài. Nguyện Chúa giúp đỡ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con nguyện Chúa cũng đưa dẫn con dân của Chúa đến trong nhà của Chúa trong sự bình an, kịp lúc cùng với chúng con ra mắt Ngài. Con nguyện Chúa cũng yên ủi, nâng đỡ những con dân của Chúa đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, hầu cho họ có thể vượt qua được và họ có thể tiếp tục trên linh trình theo Chúa cùng với chúng con ra mắt Ngài. Con cũng cầu nguyện xin Chúa ở với chúng con khi chúng con học lời của Ngài, để chính lời của Chúa sẽ dạy dỗ, hướng dẫn chúng con, dục lòng mạnh mẽ trong hết thảy chúng con để chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó, môn đệ hóa muôn dân cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con xin Chúa cũng ở với hội thánh của Chúa. Con dân của Chúa không thể đến trong nhà của Chúa được. Xin Chúa cho để rồi con cái của Chúa tại nơi riêng tư có thể thờ phượng Chúa trong sự trang nghiêm, kỉnh kiền giống như chúng con ở tại nhà Chúa qua các phương tiện truyền thông. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Biết ơn Chúa vì thì giờ thờ phượng Chúa quý báu Ngài dành cho chúng con. Chúng con kính dâng sự thờ phượng Chúa sáng hôm nay cho Ngài và hiệp chung thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng tường thuật lại lời Đức Chúa Giêsu đã phán: Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Tác giả Thi Thiên 30 kêu gọi: Hỡi những người thuộc về Chúa, hãy hát tôn vinh Ngài, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Xin Hội Thánh hãy cùng đáp ứng với tấm lòng chúc tôn và hãy dư dật trong sự cảm tạ vì nguồn sự sống ở nơi Chúa. Trong ánh sáng Chúa, chúng ta thấy sự sáng. Xin Hội Thánh hiệp lòng dân Chúa thánh ca 84, ánh sáng của thế giới duy Giêsu. Hội Thánh cùng hát câu 1, câu 2. Sau dạo đàn, chúng ta tiếp tục tôn vinh Chúa câu 3 và câu 4. Cho các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Cẩn tuân mạng lệnh Chúa, bất luận gặp thời hay không gặp thời, các sứ đồ và tiền nhân đã rao tin lành ra
Nhờ đó chúng ta được nghe phúc âm, rồi tin nhận Chúa và được cứu. Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao? Vậy ta hãy đi báo tin này. Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Đây chính là tinh thần của Thánh ca 349, Giêsu cứu. Xin hội thánh cùng hiệp lòng mạnh mẽ dâng lên Chúa trong giờ này. Chúng ta sẽ hát rập ràng câu 1, câu 2. Sau dạo đàn, chúng ta sẽ tiếp tục với câu 3 và câu 4. Sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc, đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, màng bỏ lúa mình. Những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Đó là ơn phước Chúa hứa cho những ai sẵn lòng rao giảng tin mừng của Ngài. Chúng ta hãy dục lòng vững vàng qua lời Thánh ca 325, gánh lúa về, như lời hứa nguyện, và khích lệ nhau chung sức thi hành mạng lệnh Chúa với tinh thần có con đây, xin hãy sai con. Hội thánh hãy cùng hát câu 1, câu 2. Dạo đàn xong, chúng ta tiếp tục chân lên Chúa câu 3 và lặp lại điệp khúc. Chưa trái ban chiều, tên tôi rêu cùng vườn.
vì nước mắt tuôn dài, ta xin cho Chúa thiên đàng đôi khi lao khô lên nhau trong lúc không mồ hôi. Chờ thì tháng tháng qua rồi, Giêsu lên tiếp lên trời, gặp rồi bao bó lúa kia vui mừng thánh ngày về, cùng nhau ta hát ban, lắc lư cánh đồng vàng, lòng người này khắp mọi nơi, bó lúa lên từ đây, cùng nhau ta hát ban, lắc lư cánh đồng vàng, hè cùng nhau bên lúa mù bên ngập bên cho con, cùng nhau ta hát ban, lắc lư cánh đồng vàng, lòng người này khắp mọi nơi, bó lúa lên từ đây, cùng nhau ta hát ban, lắc lư cánh đồng vàng, hè cùng nhau bên lúa mù bên ngập bên cho con. Xin cảm tạ Chúa vì thời giờ vừa qua. Amen. Hội thánh tiếp tục thờ phượng Chúa qua việc đọc kinh thánh đối đáp. Kính mời hội thánh đồng đứng. Phần kinh thánh đọc đối đáp hôm nay trong thánh ca, bài kinh thánh đọc đối đáp số 94 với đề tựa Giảng tin lành cho khắp thế giới. Bài kinh thánh đọc đối đáp số 94, Giảng tin lành khắp thế giới. Tôi xin đọc chữ in đạt thường, hội thánh đọc tiếp theo phần chữ in đậm. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu, nhưng ai chẳng tin sẽ bị phạt. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được, chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng: những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân loại sự có phong dòng của Đức Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là đứng dựng nên muôn vật. Thế vậy, hiện nay sự phân sáng mọi người của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đồng và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời. Theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta từ Đức Christ và từ hòa thượng lại của Ngài, và Ngài giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Ấy vậy, hệ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Roma, sau là người Roma. Kính mời hội thánh đồng ngồi. Kính thưa hội thánh, kinh thánh Giăng chương 12 câu 26 chép: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Tạ ơn Chúa về lời hứa quý báu của Ngài. Nhạc sĩ cơ đốc Trương Văn C đã kinh nghiệm phước hạnh của người theo Chúa trong sự hầu việc qua điệp khúc thánh ca 840: dâng năng lực nhiều hơn cho Chúa, dâng cuộc đời thành tâm nhân ái, theo gương Chúa cùng đi ra cứu người. Với tinh thần tận hiến, ban trung niên sẽ tôn vinh Chúa thánh ca 840, sẵn lòng hầu việc Chúa.
Kính mời ban trung niên. Kính mong Hội Thánh nhớ đến ban trung niên trong lời cảm tạ và cầu thay. Nguyện Chúa dùng cuộc đời các ông bà là nguồn phước đến muôn người. Cũng xin Chúa thêm ơn bổ sức cho quý ông bà để trong tuổi cao càng thêm kinh nghiệm càng hơn về tình yêu và sự thành tín của Chúa trong cuộc đời mình. Sẵn lòng hầu việc Chúa Cha luôn là nguồn phước từ Cha dư đầy, đếm năm, đếm tháng, đếm ngày, vẫn không đếm hết ơn dày của Cha. Kính thưa Hội Thánh, Kinh Thánh mô tả mối giao thông giữa Chúa Cha và Chúa Con trong văn chương 17 câu 26: Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Với tâm tình đầu phục và bước theo Chúa cứu thế để sống và bày tỏ ơn yêu thương Ngài, sau đây một con cái Chúa tôn vinh Chúa biệt thánh ca bước với Giê-xu. Trân trọng kính mời. Thank you.
thời gian qua đêm phước ngài ban. Trên đời con này Chúa luôn luôn tin dùng. Từ nay con hân hoan nhìn Giêsu như gương luôn sáng soi. Ngài là tình yêu thương hằng bao phủ con trong cả cuộc đời. Vâng, đời con đây bước với Giêsu. Yêu con nhanh như Chúa đã yêu con nhiều. Cùng Giêsu đem tin vui truyền cho tha nhân đang ngủ mê. Nhờ Giêsu ban ơn, lòng con xin nguyện hằng sai bước đi. Dù bao gian khó, con vẫn bước theo Giêsu hoài. Ngày tháng qua, lòng tràn niềm tin vào Giêsu, lòng luôn ghi nhớ ơn cứu Chúa ban nguyện chẳng phai. Quyết tâm đến với Ngài và cùng Chúa tiến, bước đi khắp nơi nào lòng không sợ. Thời gian qua đếm phước ngài ban. Trên đời nói con này Chúa luôn luôn tin dùng. Từ nay con hân hoan nhìn Giêsu như gương luôn sáng soi. Ngài là tình yêu thương hằng bao phủ con trong cả cuộc đời. Vâng, đời con đầy bước với Giêsu. Yêu tôi nhanh như Chúa đã yêu con nhiều. Cùng Giêsu đem tin vui truyền cho tha nhân đang ngủ mê. Nhờ Giêsu ban ơn, lòng con xin nguyện hằng sai bước đi. Dù bao gian khó, con vẫn bước theo Giêsu hoài. Ngày tháng qua, lòng tràn niềm tin vào Giêsu, lòng luôn ghi nhớ ơn cứu Chúa ban nguyện chẳng phai. Quyết tâm đến với Ngài và cùng Chúa tiến, bước đi khắp nơi nào lòng không dở. Lòng luôn ghi nhớ ơn cứu Chúa ban nguyện chẳng phai. Quyết tâm đến với Ngài và cùng Chúa tiến, bước đi khắp nơi nào lòng không sợ. Kính thưa hội thánh, khi chúng ta có Chúa cùng bước đi thì quả thật lòng chúng ta không nao sờn dù ở đâu. Hội thánh tiếp tục thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến cho Ngài. Kính mời hội thánh cùng tôn vinh Chúa thánh ca số 236. Nguyện đời tôi dâng Chúa. Hội thánh tôn vinh Chúa câu 1 câu 2, dạo đàn tôn vinh Chúa tiếp câu 3 câu 4. Trong lúc dạo đàn, kính mời ban phụ trách bưng hộp tiền dân. Tôi dâng Chúa tuy chung, suy yêu
hội thánh đồng đứng. Chúng ta sẽ tôn vinh Chúa tiếp câu 3, câu 4. Hãy miệng môi dâng để phán phai cho bà Hồng Liên cầu nguyện dâng số tiền lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin hội Thánh Chúa hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah, chúng con kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được làm con cái của Ngài. Chúng con được làm con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Để giờ này chúng con được hiện diện giữa điện thánh của Ngài. Nguyện Thánh Linh Ngài ở cùng với chúng con, dẫn dắt chúng con, soi đường cho chúng con. Và chúng con biết vâng theo lời của Ngài. Đó, chúng con mang 1/10 vào kho nhà Ngài. Mang những hoa quả đồ mùa vào trong kho nhà Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì giờ này chúng con dâng của lễ lên cho Ngài. Qua một tuần chúng con, Chúa chúc phước cho làm việc cho tay của chúng con trong đời sống của chúng con. Chúng con không những dâng một về kho của Chúa tiền bạc, chúng con còn dâng đời sống của chúng con để chúng con vừa ý Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, cảm ơn Ngài vì chúng con có được những của lễ mà Chúa đẹp lòng, và xin Chúa cứ tể trị và sự bình an của Ngài cứ thêm lên mãi không thôi cho chúng con. Giờ này sau đây chúng con được nghe lời của Ngài. Xin Chúa mở trí mở lòng chúng con để chúng con biết ghi nhớ lời Ngài, làm theo lời Ngài. Chúng con được may mắn trên con đường mình và mới được phước. Chúng con xin Chúa cứ cho chúng con đồng đi với Chúa để công việc Chúa được thực thi và nước Chúa mau đến, ý Cha được nên. Con tạ ơn Chúa. Xin Chúa một lần nữa ghi nhớ lòng biết ơn của chúng con, ghi nhớ tấm lòng dâng lên cho tấm lòng của chúng con lên cho Ngài, và gìn giữ chúng con, thân hồn linh của chúng con một cách trọn vẹn. Và chúng con tin chắc rằng chúng con được Chúa trình diện chúng con trước mặt Chúa Cha không tì không vít, không chỗ trách được khi Chúa Giêsu của chúng con trở lại. Cảm ơn Chúa vì mọi sự, và chúng con đồng lòng hiệp ý nguyện cầu trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời Hội Thánh Chúa đồng ngồi. Thì giờ này Hội Thánh có thời gian học câu gốc cùng nhau. Trước khi học câu gốc tuần này, mời Hội Thánh ôn lại câu gốc tuần qua trong Kinh Thánh sách Mác chương 16 câu số 15. Ngài phán cùng các môn đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Kính mời ban hát lễ cùng những ai đã thuộc câu gốc này, chúng ta cùng học đọc chung với nhau. Ngài phán cùng các môn đồ: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Kính mời Hội Thánh đồng đứng, chúng ta đọc chung với nhau một lần nữa. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
Mác đoạn 16 câu 15. Câu gốc tuần này được chép trong Công vụ đoạn 1 câu 8. Kính mời Hội Thánh đọc với nhau hai lần. Lần thứ hai, Hội Thánh sẽ đọc sách đoạn công. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi nhận quyền nguyên phép và làm chứng về ta thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Câu 8. Tháng 1 năm 23, Hội Thánh thờ phượng Chúa với chủ đề truyền giảng tin lành. Trân trọng kính mời mục sư Châu Thanh Thiên Ngọc cầu nguyện và công bố lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa về sự thờ phượng Chúa Ngài dành cho chúng con. Giờ này đây chúng con học lời của Ngài. Nguyện Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi sáng, hướng dẫn chúng con, đem chúng con vào trong lẽ thật của lời Ngài, và giúp cho chúng con sống làm theo lời của Chúa dạy. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời toàn thể quý Hội Thánh đồng an tọa. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý tô con của Chúa đang hiện diện trong đền thánh buổi sáng hôm nay. Tôi cũng kính lời chào thăm đến quý tô con của Chúa đang thờ phượng Chúa qua phương tiện truyền thông với Hội Thánh Chúa tại Tô Hiến Thành. Tháng 1 năm 2023, Hội Thánh Chúa tại Tô Hiến Thành học lời của Chúa với đề tài lớn đó là truyền giảng tin lành. Và trong sáng hôm nay, theo như đã định, tôi học lời Chúa với quý Hội Thánh trong Công vụ Sứ Đồ chương thứ nhất câu thứ 8. Kính thưa quý Hội Thánh, nếu chúng ta đọc ở trong các sách Phúc Âm và trong sách Công vụ Sứ Đồ, thì chúng ta sẽ rất nhiều lần tìm thấy được mệnh lệnh của Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giêsu về công tác truyền bá phúc âm. Ma-thi-ơ chương 28, Mác chương thứ 16, Giăng chương thứ 15 và ở trong Luca chương thứ 24. Và ở đây Công vụ Sứ Đồ chương thứ nhất câu thứ 8. Nếu chúng ta chịu khó thống kê nhiều lần, nhiều cách khác nhau, với nhiều phương diện khác nhau, cứu Chúa Giêsu đã nhắc nhở những người thuộc về Ngài với mệnh lệnh đó chính là môn đệ hóa muôn dân cho Chúa. Vậy thì trong công tác truyền bá phúc âm, trong công tác truyền giảng tin lành, chúng ta sẽ phải làm gì? Chúng ta hiểu như thế nào về công tác này? Phạm vi chúng ta thực hiện sẽ ra sao? Đó chính là những điều mà chúng ta sẽ học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Trước hết, trong công tác truyền giảng tin lành, chúng ta đọc ở trong Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất câu thứ 8, thì chúng ta thấy từ liệu làm chứng. Thế nào là làm chứng? Thưa với quý ông bà các anh chị, ở trong nguyên ngữ Kinh Thánh, từ liệu làm chứng nó mang hai ý nghĩa mà đáng để cho chúng ta suy nghĩ. Ý nghĩa thứ nhất, đây là một danh từ liên quan đến pháp định, liên quan đến luật. Và trong cái từ liệu này, nói cho chúng ta một cái ý nghĩa, đó chính là chứng cớ của một sự tranh tụng. Và khi nói đến cái từ liệu làm chứng này, thì nói đến chứng cớ của một sự tranh tụng, hoặc là để làm sáng tỏ một việc gì đó thì cần phải có chứng cớ xác thực. Ví dụ ai thưa kiện quý ông bà các anh chị một vấn đề nào đó, điều đầu tiên bên nguyên đơn phải đưa ra đó chính là bằng chứng cho cái vấn đề mà họ trình bày. Và tại đây khi nói đến công tác truyền giảng tin lành, thì cái chứng cớ cho cái việc này, nếu chúng ta đọc ở trong câu thứ nhất cho đến hết câu thứ ba, thì chúng ta thấy chứng cớ đây chính là sự sống lại của cứu Chúa Giêsu. Và đây là điều rất là xác thực. Khi chính Chúa Giêsu đã nhiều lần nhiều cách khác nhau, và trong câu thứ 3 nói rằng Ngài lấy nhiều chứng cớ tỏ mình ra là sống, hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày phán bảo những sự về nước Đức Chúa Trời.
Sứ đồ Phaolô từng nói rằng nếu Chúa Giêsu không thật sống lại thì đức tin của những người thuộc về Chúa là vô ích. Và việc chúng ta tin theo Chúa để nhận hưởng sự cứu rỗi, sự sống đời đời từ nơi Chúa ban cho, đó là điều vô nghĩa. Tuy nhiên ở tại đây, Chúa Giêsu đã nhiều lần lấy nhiều chứng cớ để hiện ra cho các môn đệ của Ngài. Bối cảnh thời điểm lúc bấy giờ khi Chúa Giêsu sống lại, giới chức La Mã và những người chống đối với đạo Chúa, họ cho rằng Chúa Giêsu không thật sống lại, và họ cho rằng sự hiện đến của Chúa Giêsu là điều mà các môn đồ về có quá mong mỏi sự sống lại của Chúa, cho nên họ nói là như vậy, chứ thực tế không phải là vậy. Tuy nhiên trong công vụ các sứ đồ chương thứ nhất câu thứ ba cho chúng ta biết rằng đây không phải là điều tưởng tượng, đây cũng không phải là điều mơ hồ, nhưng đây là điều chắc chắn với chứng cớ cho công tác truyền giảng tin lành, đó chính là Chúa Giêsu đã thật sự sống lại. Bên cạnh đó, khi nói đến chứng cớ của công tác truyền giảng tin lành, Chúa cũng nhắc cho chúng ta biết rằng để có thể trở nên một người làm chứng cho Chúa, người đó phải tận mắt chứng kiến những điều mà Chúa Giêsu đã làm. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời là đấng ngự trong lòng của người tin nhận Chúa, làm cho những người đặt đức tin ở nơi Ngài. Hay nói khác hơn, nó là cả một sự trải nghiệm cá nhân giữa một người với chính Chúa là đấng mà người đó tôn thờ. Đây cũng chính là điều đòi hỏi tiên quyết cho công tác truyền giảng phúc âm. Chúa không dùng một con người nào không kinh nghiệm Chúa để nói về Chúa. Chúng ta có nhớ khi Chúa đuổi quỷ thì những con quỷ nó nói với Chúa như thế nào? Nó nói với Chúa là để nó sẽ nói về Chúa cho những người ở xung quanh, ở nơi mà nó đang hành động. Tuy nhiên Chúa nói gì ạ? Chúa cấm nó, đúng không ạ? Và ở tại đây, trong công tác truyền giảng phúc âm, Chúa đòi hỏi chúng ta là những người đã kinh nghiệm Chúa phải nói về điều mà mình trải nghiệm với Chúa. Đây chính là điều mà Chúa muốn nhắc hết thảy chúng ta. Chúng ta xem lại đức tin của chính mình, chúng ta đã thật sự có mối liên hệ với Chúa chưa? Chúng ta đã trải nghiệm đời sống của chính mình trong quyền năng của Chúa chưa? Để rồi khi chúng ta thực hiện cái công tác truyền giảng tin lành, chúng ta sẽ có thể làm một cách tốt lành trong sự hướng dẫn của Chúa. Ý nghĩa thứ hai của từ liệu làm chứng ở tại đây, nó gắn liền với cuộc đời của chấp sự Ê-tiên. Trong tiếng Anh cái từ có cái từ gọi là martyr, nó ra từ cái từ liệu Hy Lạp mang ý nghĩa làm chứng, nó là martyrs. Nó nói lên hình ảnh của một người sẵn lòng sống chết với điều mà mình làm chứng. Hay nói khác hơn, nhắc cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu đã hy sinh vì có chúng ta. Chúng ta được Chúa cứu chuộc, và trong công tác chứng nhân, chúng ta cũng sẽ phải sẵn lòng để hy sinh vì có Chúa khi thực thi công tác truyền giảng tin lành. Chúng ta cần nhớ sự cứu rỗi của Chúa dành cho nhân loại, đây không phải là món quà rẻ tiền. Sự cứu rỗi của Chúa dành cho nhân loại, đây không phải là món quà mà ai muốn có cũng được, nhưng nó nằm trong sự định trước của Đức Chúa Trời và dựa trên ý chí tự do và đáp ứng của con người đối với điều mà Đức Chúa Trời đã thực hiện. Cho nên ngày hôm nay trong công tác truyền giảng phúc âm, xin đừng đem tin lành hạ thấp xuống để cho thế gian này xem rằng tin lành là điều gì đó rẻ tiền ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải nhớ rằng trong công tác truyền bá phúc âm, chúng ta phải cậy ơn của Chúa để rồi đem tin lành về sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người chưa biết Ngài. Cách thức có thể khác nhau, việc thực hiện có thể tùy vào từng đối tượng. Tuy nhiên, tin lành về sự cứu rỗi của Chúa là món quà vĩ đại và cao quý mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Cho nên chúng ta đừng bao giờ hạ thấp tin lành của Chúa. Ngày hôm nay trong công tác truyền giảng tin lành, chúng ta dễ mắc phải những sai lầm.
Đó chính là chúng ta nói về tin lành sự cứu rỗi của Chúa như là một cái điều gì đó để mang đến ích lợi vật chất, mang đến sự thoải mái trong cuộc sống đời này. Và đôi khi chúng ta dùng cả vật chất và những gì thuộc về đời này để đem người ta đến với Chúa. Nhưng thực tế chúng ta cần phải nhìn nhận, ở giữa hội thánh có những người gọi là cơ đốc nhân nhưng cũng có những người gọi là tín đồ. Có nghĩa là có đồ thì mới tin, không có đồ thì đạo ai nấy giữ, đường ai nấy đi. Cho nên chúng ta cảm ơn của Chúa để chúng ta nhớ khi thực hiện cái công tác truyền giảng tin lành, đây chính là món quà cao quý mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Đừng bao giờ hạ thấp tin lành của Chúa. Và chúng ta phải nhớ rằng đây là điều mà Chúa dành cho chúng ta và sứ mạng của Chúa muốn chúng ta phải thực hiện trong hành trình theo Chúa của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ phải sẵn sàng để trả giá vì cơ Chúa. Cái giá mà quý ông bà các anh chị và tôi đang trả ngày hôm nay khi làm chứng về Chúa, khi truyền giảng tin lành, đó là gì? Chúng ta phải đánh đổi thời gian, công sức, đôi khi bị mắng mỏ nữa kìa. Nhưng chúng ta chưa đến độ giống như ông Ê-tiên. Nếu chúng ta đọc ở trong Công vụ các sứ đồ chương thứ 7, chương thứ 8 thì chúng ta sẽ thấy những gì Ê-tiên phải đối diện. Nhưng kết quả của điều mà Ê-tiên phải trả giá đó là Sau-lơ trở thành Phao-lô, là điều mà Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta trong Công vụ các sứ đồ. Cho nên chúng ta cần phải cậy ơn của Chúa đã sẵn lòng trả giá vì cớ công tác làm chứng về phúc âm cứu rỗi của Chúa cho hết thảy chúng ta. Hai cái ý nghĩa của từ liệu làm chứng đó là chứng cớ, nó nói lên kinh nghiệm, trải nghiệm của chúng ta với Chúa, và chúng ta cần phải tin chắc rằng Chúa chúng ta đã thật sự sống lại để chúng ta có thể nói về Chúa của chúng ta một cách rõ ràng. Và điều thứ hai cần phải nhớ ở chỗ này, đó chính là chúng ta phải sẵn lòng trả giá vì cơ Chúa. Đừng bao giờ hạ thấp đạo của Chúa và đừng bao giờ nói rằng truyền giảng tin lành là một công tác dễ dàng. Không dễ dàng chút nào đâu, khi chúng ta đối diện với cả một thế lực của sự tối tăm, tranh chiến với các thiên sứ dữ, thiên sứ ác ở trên trời. Như điều mà Ê-phê-sô nói với chúng ta, chiến đấu không phải cùng thịt và huyết nhưng cùng chủ quyền và thế lực mờ tối của thế gian này. Chúng ta cần phải cảm ơn của Chúa để nhớ điều đó, để chúng ta sẵn lòng trả giá vì cơ Chúa khi Chúa đã trả mạng sống của Ngài vì cơ chúng ta. Chúng ta cảm ơn của Chúa để chúng ta làm được điều này. Vậy thì trong công tác truyền giảng tin lành, chúng ta sẽ thực hiện khi nào và thực hiện như thế nào? Đây là điều thứ hai chúng ta nói với nhau. Khi nào thì chúng ta thực hiện cái công tác truyền giảng tin lành? Câu thứ 8 phần A nói với chúng ta rằng: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Chúa muốn nói gì với chúng ta ở tại đây? Trong công tác truyền giảng phúc âm, khi nào thì chúng ta thực hiện? Đối với các môn đệ của Chúa thời điểm lúc bấy giờ, chúng ta thấy ngay khi Chúa phán lời này và trong lúc Chúa thi hành chức vụ, trước khi Chúa bước lên thập tự giá, bốn sách phúc âm đều ghi lại mạng lệnh của Chúa trong công tác truyền giảng tin lành. Nhưng mà chúng ta thấy họ thực hiện ra làm sao? Khi Chúa sai họ đi để giảng đạo, họ có làm tốt không, quý hội thánh? Họ phải đối diện với nhiều sự ngăn trở và đối diện với thế lực của sự tối tăm. Họ quay trở về với Chúa để xin Chúa giúp đỡ. Nhưng ở tại đây, Chúa phán lời này xong thì Chúa được cất lên, có nghĩa là sự thăng thiên. Và chúng ta thấy họ làm gì? Họ nhận lấy mệnh lệnh này, họ có làm liền ngay lúc đó không, thưa quý hội thánh? Chúng ta thấy không hề có điều đó. Nhưng nếu chúng ta đọc ở trong Công vụ sứ đồ chương thứ 2 thì trong ngày lễ ngũ tuần thì Đức Thánh Linh giáng lâm. Câu thứ 3 nói rằng các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Khi họ nhận mệnh lệnh là trước lúc Chúa thăng thiên,
Nhưng khi họ thực thi công tác là lúc Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Chúng ta thấy cả một sự vâng phục của các môn đệ của Chúa, các sứ đồ của Chúa thời lúc bấy giờ trong công tác rao truyền phúc âm. Chúa bảo họ là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Và họ đã chờ đợi điều mà Chúa đã hứa. Và nếu chúng ta đọc ở trong Luca chương thứ 24 thì chúng ta thấy có một cái mối liên hệ giữa công vụ của sứ đồ và Luca. Bởi cùng một trước giả viết ra đó chính là bác sĩ Luca. Khi Luca chương thứ 24 nói rằng các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Và điều cha ta đã hứa ở đây chính là Đức Thánh Linh sẽ giáng trên các ngươi. Và công vụ các sứ đồ chương thứ 2 thì ghi lại sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm và họ bắt đầu trong công tác truyền giảng tin lành. Như vậy thì trong công tác truyền giảng tin lành, khi nào thì bắt đầu thực hiện? Đó chính là khi Đức Thánh Linh đáp đậu trên từng người. Hay nói khác hơn, đó chính là lúc mà một người quỳ gối ăn năn tin tưởng Chúa thật sự và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng của họ, thì họ bắt đầu trải nghiệm với Chúa và có thể bắt đầu giảng tin lành. Các môn đệ của Chúa thời điểm lúc bây giờ họ phải chờ đợi. Và ở tại đây chúng ta thấy được rằng họ vâng phục Chúa để họ chờ đợi. Tuy nhiên trong một phương diện khác, khi nói đến sự chờ đợi, chúng ta ngày hôm nay không chờ đợi để giảng tin lành nữa. Nhưng chúng ta chờ đợi Chúa đến trong trần gian này để rước chúng ta về với Chúa. Chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Và sự tái lâm của Chúa nó liên hệ mật thiết đến công tác truyền giảng tin lành. Nếu chúng ta đọc ở trong Matthew chương thứ 24 thì chúng ta sẽ thấy tin lành về nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Cho nên ở tại đây, khi nào chúng ta có thể giảng tin lành, đó là lúc Thánh Linh của Đức Chúa Trời dấy đầy trong cuộc đời của chúng ta. Đó là lúc mà chúng ta để cho Chúa kiểm soát cuộc đời của chúng ta và công tác truyền giảng tin lành được thực hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi không biết quý ông bà các anh chị có thể phân biệt được thế nào là bắp tem bằng Đức Thánh Linh và thế nào là đầy dẫy Đức Thánh Linh không? Bắp tem bằng Đức Thánh Linh diễn ra khi nào? Đây là điều mà công vụ của sứ đồ chương thứ nhất câu thứ 5 nói với chúng ta. Ông Luca nói rằng chân vì chân dân đã làm phép bắp tem bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Đó là lúc mà một người được đặt ở trong sự kiểm soát của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Khi Chúa cai trị cuộc đời của một con người tin nhận Ngài. Tuy nhiên đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều đòi hỏi đến đáp ứng của chúng ta đối cùng Đức Thánh Linh. Hay nói hơn là chúng ta phải thể hiện sự thuận phục Chúa một cách hoàn toàn để rồi Thánh Linh của Đức Chúa Trời kiểm soát cả cuộc đời của chúng ta. Và đó là lúc mà chúng ta có thể không chỉ thực thi công tác truyền giảng tin lành một cách hiệu quả, nhưng còn hầu việc Chúa một cách kết quả. Cho nên chúng ta cần phải nhớ, để có thể trở nên một người phục vụ Chúa, để có thể trở nên một con người thực hiện công tác truyền bá phúc âm một cách tốt lành, Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải dẫy đầy cuộc đời con người đó. Và nói cách dễ hiểu hơn, chúng ta phải để cho Chúa khiển cuộc đời của chúng ta trong ý muốn của Ngài. Nói đến điều này, chúng ta xem trong công vụ sứ đồ chương thứ 8, từ câu thứ 4 trở đi, nói về câu chuyện của ông chấp sự Philip khi đang thực thi công tác giảng đạo ở tại thành Samari. Và công tác giảng đạo rất là thành công khi công vụ các sứ đồ chương 8, câu thứ 8 nói rằng trong thành vui mừng khôn xiết bởi có tin lành được giảng rao. Và nhiều người nghe giảng và trở lại tin đạo. Tuy nhiên, Chúa dùng một thiên sứ của Chúa để phán của Philip rằng hãy chờ dậy đi về phía nam trên con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Và trên hành trình ấy, Philip gặp ông hoạn quan Ethiopia. Có khó hiểu không thưa quý hội thánh? Khi đang hầu vì Chúa rất thành công ở tại Samari, Chúa bảo đi đến Gaza là một đoạn đường vắng vẻ, không phải dễ dàng di chuyển giống như chúng ta ngày hôm nay.
Nhưng mà ở tại đó Philip gặp có một ông hoạn quan Ethiopia thôi. Nhưng đó là chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Và Philip, nếu chúng ta xem ở trong công vụ các sứ đồ, thì chúng ta sẽ thấy khi mà chọn các thầy phó tế công vụ sứ đồ chương thứ 6, thì Philip là một trong số những người được liệt kê và nói rằng đây là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông sẵn lòng để làm theo sự hướng dẫn của Chúa để rồi công tác truyền bá phúc âm được thực hiện. Hoàng quan Ethiopia đã tin nhận Chúa và đó là hạt giống tin lành được gieo ra. Và kết quả, nếu chúng ta xem một chỗ khác trong công vụ các sứ đồ chương thứ 16, thì chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Linh đầy dẫy và hướng dẫn cuộc đời của sứ đồ Phao-lô. Khi ông muốn truyền giảng ở tại xứ Phi-ri-di và đất Galati, nhưng Đức Thánh Linh cấm truyền đạo trong cõi A-si, Đức Thánh Linh không cho phép, thì sứ đồ Phao-lô không có làm. Và sứ đồ Phao-lô nhận lấy sự hiện thấy ra đời cuối cùng qua Macedon và đạo của Chúa được truyền qua châu Âu. Và ở nơi đó có một người tên là Lydi trở về đạo. Chúng ta thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn hướng dẫn những người thuộc về Ngài. Và trong công tác truyền bá phúc âm, một con người làm việc hiệu quả cho Chúa, đó phải là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Truyền giảng phúc âm được kết quả khi đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đây là việc của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nó cũng là sự khích lệ cho hết thảy chúng ta. Vì sao tôi nói điều này? Khích lệ điều gì thưa quý hội thánh? Chúng ta nói về Chúa nhiều, nhưng mà ít người tin Chúa, thì đó có phải là trách nhiệm của chúng ta không? Thưa quý hội thánh, nếu chúng ta đã hết lòng nói về Chúa rồi, hết lòng sống vì có Chúa rồi, nhưng mà số người tin Chúa thì vẫn ít. Chúng ta cần nhớ, giảng tin lành là việc của chúng ta. Nhưng người trở lại tin đạo, đây không phải là quyết định của chúng ta. Đây là việc mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ hành động. Và rồi nó cũng tùy thuộc vào ý chí tự do và sự lựa chọn của người lắng nghe tin lành. Cho nên chúng ta không nản lòng trong công tác truyền giảng phúc âm. Khi chúng ta thấy số lượng người tin Chúa tưởng chừng như ít ỏi, nhưng thưa quý hội thánh, số lượng người tin Chúa là điều tốt, nhưng mà số lượng người đứng vững ở trong Chúa và được trưởng thành trong Chúa, đây mới là điều mà chúng ta đáng quan tâm. Và hội thánh Chúa đôi khi quên mất cái điều này. Chỉ chú trọng số lượng người tin Chúa bao nhiêu, nhưng cửa trước thì rộng mở, nhưng cửa sau thì cũng mở rộng. Bước vào trong nhà của Chúa xong xuôi cũng đi tuốt luôn. Cho nên chúng ta cảm ơn của Chúa để chúng ta lưu ý trong công tác này. Sinh ra là phải nuôi cho lớn lên. Và để có thể sinh ra, để có thể nuôi cho lớn lên, đây không phải là việc của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng người trồng kẻ tưới thì bằng nhau, nhưng mà Chúa là đấng làm cho lớn lên. Phải không ạ? Cho nên chúng ta cứ hết lòng trong công tác này. Và rồi nhận lấy sự đầu phục từ nơi chính Chúa và quyền năng của Chúa trên cuộc đời của chúng ta và làm thật tốt công tác truyền giảng tin lành. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta phải thực hiện. Chúng ta làm chứng về Chúa như thế nào, chúng ta truyền giảng tin lành như thế nào. Công vụ các sứ đồ chương thứ nhất câu 8 nói rằng làm chứng về ta. Có nghĩa là sao quý hội thánh? Chúng ta để ý trong công tác truyền giảng tin lành, chúng ta thường làm chứng, chúng ta nói về ai? Thưa quý hội thánh, chúng ta nói về mình, nói về tổ chức của giáo hội. Chúng ta nói về những điều mà người tin nhận Chúa sẽ nhận được. Nói về sự sống đời đời thì nó rất là mơ hồ, nhưng mà nói những cái phước mà tôi có được tin Chúa đi rồi sẽ được phước giống như tôi vậy. Những gì của trần gian này không, thì đó là chúng ta đang đi lệch hướng rồi. Nhưng vấn đề tại đây là Chúa nhắc cho chúng ta đó là làm chứng về ta. Nó quay trở lại với cái ý nghĩa đầu tiên của từ liệu làm chứng, đó chính là một cuộc đời kinh nghiệm Chúa với quyền năng của Chúa thay đổi cuộc đời. Làm chứng về Chúa và quyền năng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta.
Và chúng ta đôi khi chúng ta cũng dễ bị chệch hướng ở chỗ đó, chính là chúng ta nói quá nhiều về đời sống cũ của chúng ta với những điều tiêu cực. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng trọng tâm của vấn đề đó là làm chứng về Chúa và quyền năng của Chúa trên cuộc đời của chính mình. Xin đừng đem người nghe tin lành đến chỗ đón nhận những điều gì khác hơn là về chính Chúa và quyền năng của Chúa. Và đôi khi xin Chúa cho để rồi chúng ta cảm ơn của Chúa làm trọn điều này. Đừng có lệch hướng, đừng có sai trật, đừng có phiến diện ở trong công tác này. Nhưng phải nhớ đối tượng của công tác truyền giảng tin lành đó chính là Chúa, là điều mà chúng ta phải nói. Nói bằng cả sự hiểu biết, nói bằng cả sự kinh nghiệm từ nơi tấm lòng của chúng ta, từ nơi cuộc đời của chúng ta với Chúa, trong hành trình theo Chúa. Thì khi đó Thánh Linh của Chúa sẽ làm việc trên lòng của người nghe. Còn nếu chúng ta đem người ta đến chỗ vật chất đời này, đem đến chỗ những gì mà giáo hội tổ chức của con người đem ra, đem đến, và đem người ta đến chỗ những phước hạnh mà chúng ta đã trải nghiệm, thì thưa với quý hội thánh, chúng ta đang chệch hướng rồi. Xin cho chúng ta quay trở lại, đó chính là làm chứng về ta, về chính Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và điều sau cùng tôi muốn học với quý hội thánh, đó chính là cái phạm vi trong công tác truyền giảng tin lành. Làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Truyền giảng tin lành từ đâu, thưa quý hội thánh? Từ Jerusalem. Cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Một cái hình ảnh là cái vòng tròn mỗi ngày mở rộng ra, đúng không ạ? Jerusalem là tại nơi mà những môn đệ của Chúa ngày xưa họ đang ở. Và chúng ta thấy họ bắt đầu công tác truyền giảng tin lành trong công vụ các sứ đồ chương thứ 2 là tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Và chúng ta thấy có một điều rất là đáng buồn của hội thánh Chúa ngày xưa. Và đây là điều mà dường như hội thánh Chúa ngày hôm nay đang đi trên vết xe đổ. Đó chính là chúng ta đang cố thủ ở trong nhà thờ. Chúng ta quên mất Jerusalem là gia đình của mình, và chúng ta quên làm chứng. Vì cái làm chứng từ những người trong gia đình thì khó hay dễ, thưa quý hội thánh? Tôi thấy rằng không đơn giản chút nào, mà phải nói là cực kỳ khó. Vì sao vậy? Vì cớ ở trong gia đình thì bao nhiêu vết tích, bao nhiêu chân tướng của chúng ta thì người thân biết hết rồi, đúng không ạ? Nói về Chúa sao được? Nhưng mà thưa với quý hội thánh, quyền năng của Chúa sẽ thay đổi cuộc đời của chúng ta, và đó chính là chứng cớ hẳn hoi để chúng ta nói về Chúa cho những người thân yêu trong gia đình của chính mình. Một con cái của Chúa khi nói với tôi lúc làm chứng với chồng của mình, cô ta nói rằng tôi có hỏi thăm cái anh chồng đó là nghĩ gì về đạo, thì con cái của Chúa này mới nói rằng anh chồng từ lúc mà chị tin Chúa đó thì rất là thiện cảm với tin lành. Tôi mới nói thôi mời anh qua, chị mời anh đến nhà thờ để dự thờ phượng Chúa và nghe giảng về đạo của Chúa. Thì chị nói rằng sở dĩ mà anh thiện cảm với tin lành vì có anh thấy cuộc đời của chị được thay đổi kể từ khi chị tin Chúa. Và khi gặp những người thân yêu trong gia đình thì tôi mới chính tai được nghe những sự xác nhận này. Và thưa với quý hội thánh, không dễ để làm chứng về Chúa tại Jerusalem đâu. Tôi cũng đã và đang đối diện với điều này trong cuộc đời của chính mình. Và tôi xin Chúa giúp đỡ cho để rồi hết thảy chúng ta bắt đầu tại Jerusalem. Và nếu như hội thánh của Chúa ngày hôm nay, con cháu, những người thân yêu của chúng ta tin Chúa, thì tôi tin rằng hội thánh tôi hình thành sẽ không đủ chỗ chứa, phải không ạ? Khi gia đình của chúng ta thuộc về Chúa, và đó là phước hạnh mà tôi tin chắc rằng ai cũng muốn hết, nhưng mà không đơn giản để làm.
Nó đến từ chỗ chúng ta không chỉ nói nhưng chúng ta phải sống. Và một điều nữa mà chúng ta thấy ở trong chỗ này, cái Jerusalem đôi khi chúng ta lại cố thủ với nhau và không chịu tản ra, giống như các môn đệ của Chúa hội thánh đầu tiên, để rồi làm chứng ở tại xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Cho nên cơn bách hại của hội thánh đầu tiên phải đối diện. Đó là lý do mà Chúa muốn những môn đệ của Chúa không còn cố thủ ở tại Jerusalem nữa, mà phải tản ra để đi đến đâu và giảng đạo Chúa đến đây. Và chúng ta đọc từ chương thứ 8 trở đi thì chúng ta sẽ thấy các con cái của Chúa hội thánh đầu tiên họ đối diện với sự bách hại và họ bắt đầu tản ra. Chúng ta ngày hôm nay quên Jerusalem. Các môn đệ của Chúa ngày xưa ở Jerusalem mà không muốn đi ra. Và chúng ta ngày hôm nay đừng làm như vậy. Nhớ Jerusalem, chinh phục Jerusalem xong là phải tản ra để nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Ở tại nơi gia đình, tại nơi công sở, trong những mối liên hệ mà chúng ta có được, để rồi phúc âm và sự cứu rỗi của Chúa sẽ được loan báo từ Jerusalem cho đến cùng trái đất. Đây là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Nói đến cùng trái đất, có thể lắm nó lớn lao với chúng ta quá, đúng không ạ? Nhưng chúng ta hãy từng bước một. Và chúng ta có thể tham gia trong công tác truyền bá phúc âm cho đến cùng trái đất qua lời cầu nguyện của chúng ta cho những người được sai phái truyền giảng phúc âm ở các nơi ở trên thế giới. Và đây là điều mà chúng ta cần phải nhớ. Chúng ta không chỉ tham gia trực tiếp, nhưng chúng ta có thể tham gia một cách gián tiếp qua lời cầu nguyện của chính mình cho những đầy tớ của Chúa, những con cái của Chúa đang được sai phái ở khắp mọi nơi. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng công tác truyền giảng phúc âm, đây là điều mà chúng ta phải thật sự trải nghiệm với Chúa trong sự cứu rỗi. Chúng ta phải sẵn sàng hy sinh vì có Chúa trong công tác truyền giảng tin lành. Và khi truyền giảng tin lành, chúng ta bắt đầu khi chúng ta nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, và kết quả khi chúng ta đầu phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta như điều mà Chúa đã hướng dẫn các môn đệ của Chúa, các sứ đồ của Chúa ngày xưa. Chúa vẫn hướng dẫn chúng ta ngày hôm nay y như vậy. Và đối tượng của sự làm chứng, cần phải nhớ rằng Chúa là đối tượng duy nhất trong lời làm chứng của chúng ta. Để rồi nói về Chúa, về quyền năng của Chúa, đừng đem người ta đến chỗ sai trật, nhưng hãy đem người ta đến chỗ làm môn đệ của Chúa Giê-xu, chứ đừng đem người ta đến chỗ tin đồ. Đó là cả một hiểm họa mà đôi khi chúng ta không lưu tâm thì chúng ta sẽ đẩy người khác đến chỗ như vậy. Và trong công tác truyền bá phúc âm, chúng ta cần nhớ phạm vi. Jerusalem phải là nơi mà chúng ta phải chinh phục. Mà chinh phục không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng cả lối sống của chúng ta nữa. Khó nhưng không phải không làm được. Cho nên xin Chúa giúp để rồi chúng ta có thể làm được điều này. Tôi ước ao rằng các thầy chúng ta đang ngồi tại đây, những người thân yêu trong gia đình, rồi cũng sẽ được biết đến Chúa, rồi cũng sẽ đầu phục Chúa giống như chúng ta vậy. Bởi cơ chúng ta sống vì cơ Chúa, sống theo đúng lời Chúa dạy, và cuộc đời của chúng ta được Chúa thay đổi. Truyền giảng tin lành tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đó là điều mà Chúa muốn nhắc hết thảy chúng ta. Amen. Kính mời hội thánh đồng đứng. Mời chúng ta để ít phút thầm nguyện về bài học mà Chúa dạy dỗ trên mọi cuộc đời chúng ta bởi lời Ngài qua đầy tớ của Ngài sáng nay. Sau đó kính mời bà Tuyết Dung cầu nguyện đáp ứng. Kính lạy Cha chúng con ở trên trời, là đấng duy nhất mà chúng con kính sợ và thờ phượng. Tạ ơn Cha, bởi tình yêu ân điển của Ngài, cứu chúng con từ tội nhân trở nên là con của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Cha bởi điều đó mà buổi sáng hôm nay chúng con có mặt trong nhà Ngài.
thì chúng con thờ phượng tôn vinh Ngài là đấng duy nhất. Tạ ơn Cha bởi tình yêu mà Cha đã cứu chuộc mỗi một chúng con. Điều đó, Cha muốn chúng con cũng đem tình yêu đó của Cha giới thiệu cho nhân loại, để họ cũng nhận được tình yêu từ nơi Cha. Cha ơi, tạ ơn Cha vì điều đó. Xin Cha cho hội thánh chúng con, mỗi một chúng con, đây là một mạng lệnh mà Cha đã truyền phán mỗi chúng con để công tác truyền giảng của hội thánh Cha tại Tô Hiến Thành trong năm mới này ngày càng được phát triển, để đem nhiều người được cứu vào nhà Cha. Cha ơi, tạ ơn Cha, khi chúng con đã được cứu rồi thì chúng con cũng muốn nhiều người được cứu vào nhà Cha. Xin Cha giúp mỗi một chúng con, xin Chúa Thánh Linh vừa giúp mỗi một chúng con, để rồi chúng con cũng có một tấm lòng như Cha chúng con đã có khi thấy đoàn dân đông mà Cha đã đậm lòng thương xót, thì xin Cha cho chúng con cũng nhìn thấy họ đang đùa đến sự chết, để họ biết đến Cha của con là một đấng sống, một đấng sống, một đấng có thật, và một đấng chỉ có duy nhất cứu chúng họ mà thôi. Tạ ơn Cha. Xin Cha cho chúng con, qua mỗi đời sống của chúng con, từ ở trong gia đình, chúng con là một nhân chứng cho Ngài, cho đến cùng cả trái đất. Mặc dầu chúng con khó, nhưng xin Chúa Thánh Linh sẽ vừa giúp mỗi một chúng con. Xin Cha ban sức ban ơn cho mỗi một chúng con qua công tác truyền giáo này. Tạ ơn Cha. Xin Cha cho chúng con tin chắc chắn rằng Cha luôn đồng hành, vừa giúp mỗi một chúng con. Không có điều gì khó, vì Cha hứa rằng Cha luôn ở cùng chúng con từ nay cho đến ngày tận thế. Tạ ơn Cha. Con kính dâng hội thánh chúng con, mỗi một chúng con là nhân chứng sống cho Ngài trên đất này, cho đến khi Ngài Cha trở lại. Chúng con tạ ơn Cha và chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh chúng ta cùng an toàn. Xin chân trọng kính chào hội thánh. Xin thay mặt cho mục sư quản nhiệm, các mục sư phụ tá và ban chấp sự thánh, xin báo cáo với hội thánh về ngân quỹ của hội thánh trong tháng 12, 2022. Thứ nhất, về báo cáo quỹ từ trì của hội thánh tháng 12 năm 2022. Tổng quỹ đầu tháng 12 năm 2022 là 631.489.260 đồng. Tổng thu trong tháng 12 là 196.677.000. Tổng chi trong tháng 12 là 158.589.512 đồng. Và tổng quỹ cuối tháng 12 của quỹ từ trị là 669.576.748 đồng. Thứ hai, về báo cáo các ngân quỹ khác của hội thánh, bao gồm quỹ cơ sở vật chất, quỹ tương trợ và quỹ truyền giáo. Tổng quỹ đầu tháng 12 năm 2022 là 405.204.200 đồng. Tổng thu trong tháng 12 là 41.300.000 đồng. Tổng chi trong tháng 12 là 102.150.000 đồng. Và toàn ngân quỹ khác tháng 12 năm 2022 là 344.354.200 đồng. Thứ ba là báo cáo về quỹ tích lũy xây dựng nhà thờ trong tháng 12 năm 2022. Tổng thu trong tháng 12 là 13.255.000. Tổng quỹ đến cuối tháng 12 của quỹ tích lũy xây dựng nhà thờ là 1.410.056.000. Thứ tư là báo cáo về quỹ mua đất để thành lập điểm nhóm tháng 12 năm 2022. Tổng thu trong tháng 12 là 14.100.000 đồng. Tổng quỹ quỹ mua đất đến cuối tháng 12 năm 2022 là 1.144.843.728 đồng. Thứ năm là báo cáo về quỹ Giáng sinh của Hội Thánh trong năm 2022. Tổng thu quỹ Giáng sinh là 203.847.000 đồng. Tổng chi quỹ Giáng sinh là 187.991.100 đồng. Và toàn quỹ Giáng sinh
năm 2022 là 15.855.900 đồng và số dư tồn quỹ Giáng sinh đã được chuyển quỹ từ trị theo quyết định của Ban Chấp sự Hội Thánh. Về chi tiết, các khoản ngân quỹ của Hội Thánh sẽ được niêm yết tại bản thông báo. Xin kính mời Hội Thánh đến và theo dõi. Xin cảm ơn Hội Thánh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chủ đề trong tháng Giêng của chúng ta là truyền giảng tin lành. Chúng ta có một tháng để chúng ta ôn, chúng ta học, nhắc nhở về tinh thần truyền giảng của Hội Thánh. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì loạt bài trường Chủ nhật chúng ta đang học. Chúng ta đang học về bài mà Chúa Giêsu dạy về nước trời. Xin Chúa giúp để rồi mỗi chúng ta học, chúng ta nhớ, chúng ta thực hành. Và xin Chúa giúp để rồi chúng ta không những làm chứng bằng môi miệng của mình, nhưng chúng ta làm chứng bằng chính cuộc đời của mình, để cho qua cuộc đời của chúng ta nhiều người biết về Chúa. Và nhất là trong dịp Tết sắp tới đây, mỗi chúng ta sẽ có cơ hội ngồi lại, chúng ta đi đây đi đó, chúng ta gặp người này người kia, chúng ta cũng có cớ để làm chứng về Chúa. Xin thay mặt cho ông bà mục sư quản nhiệm, quý mục sư phụ tá, ban chấp sự, xin gửi lời chào thăm tân ái trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ đến hết thảy quý bạn chị em có mặt trong đền thánh buổi sáng hôm nay. Cũng gửi lời chào thăm các con cái Chúa ở khắp nơi xa gần, ở cùng thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh qua các phương tiện truyền thông trực tuyến. Và cũng chào thăm các con cái Chúa ở khắp nơi, ở cùng thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh Tôi Thánh Thành. Tôi xin giới thiệu. Thứ nhất là buổi sáng hôm nay trong giờ thờ phượng Chúa chúng ta thì có bà Nguyễn Thị Hằng là giáo viên hưu trí. Bà có mời chị gái là Thân Hữu. Xin mời chị đứng lên để Hội Thánh được biết. Yeah. Hình như là chị ngồi bên dưới, ngồi dưới tầng trệt. Cũng có bà Nguyễn Thị Hải là kỹ sư hưu trí. Cháu nội là Phan Bảo Linh, học sinh lớp 12. Cháu nội là Phan Thanh Lam, là thạc sĩ của trường cao đẳng sư phạm, và Phan Thúy Kiều là họa sĩ. Đó là những người mới tham dự với chúng ta trong giờ thờ phượng buổi sáng hôm nay. Cùng giới thiệu với Hội Thánh gia đình mới, gia đình của em Trần Quốc Duy và Kim Quy. Xin mời hai em đứng lên để Hội Thánh được chào mừng. Hai em cũng ngồi bên dưới luôn. Lễ thành hôn của hai em vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, và hai em buổi sáng này cũng có mặt với Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chương trình truyền giảng buổi tối hôm qua với chủ đề là có địa ngục hay không, diễn giả là truyền đạo Nguyễn Văn Phước, thì Chúa cho Hội Thánh chúng ta có tham dự khoảng 60 người, có 3 thân hữu và có 2 người đã bằng lòng tin nhận Chúa. Xin Hội Thánh nhớ và chúng ta cầu nguyện. Xin gửi đến Hội Thánh 2 tin buồn. Tin buồn thứ nhất là ông Trần Phấn Phát, sinh năm 1932 tại Mỹ Tho, là thân sinh của chấp sự Trần Thị Mỹ Dung. Ông đã an nghỉ ở trong nước Chúa vào lúc 7 giờ 55 phút sáng ngày thứ Hai, 2 tháng Giêng năm 2023 theo giờ Canada. Thọ 91 tuổi. Tang lễ cử hành theo nghi thức tin lành và hỏa táng vào ngày 6 tháng 1 tại Canada. Ông Trần Phấn Phát là một trong những người có công ở trong việc xây dựng Hội Thánh chúng ta trong những ngày đầu. Chúng ta cũng nhớ đến gia đình bà Trần Thị Mỹ Dung thêm lời cầu nguyện. Tin buồn thứ hai, bà Võ Ngọc Yến, sinh năm 1931 tại Cà Mau. Bà Võ Ngọc Yến là dì của bà mục sư quan nhiệm của Hội Thánh. Đã về nước Chúa vào lúc 8 giờ 12 phút ngày thứ Bảy, 7 tháng Giêng năm 2023. Thọ 92 tuổi. Tang lễ cử hành theo nghi thức lành tại số 7/31 Trịnh Đình Trọng, phường 5, quận 11. Và buổi trưa hôm nay thì lúc 11 giờ ban chấp sự Hội Thánh cũng sẽ đi viếng và chia buồn. Các ban ngành ở trong Hội Thánh, nếu chúng ta sắp xếp được, xin chúng ta cũng đi chung và chúng ta cùng chia buồn với gia đình. Xin gửi đến Hội Thánh một số thông báo. Thông báo thứ nhất thì buổi sáng hôm nay các lớp trường Chủ nhật cũng như giáo lý Baptem chúng ta học bình thường,
và chúng ta sẽ học thêm tuần sau nữa, rồi chúng ta sẽ nghỉ Tết. Về lời sống hàng ngày thì buổi sáng nay chúng ta nộp bài số 1, nhận bài số 2. Và bài số 2 sẽ nộp lại vào Chủ nhật tuần sau, ngày 15 tháng 1. Và trong tuần sau thì Hội Thánh sẽ nhận tiếp tục 2 bài để chúng ta sẽ làm trong dịp Tết. Thông báo thứ 3. Chương trình truyền giảng tiếp theo của Hội Thánh sẽ vào lúc 19:15 ngày thứ 7, 4 tháng 2. Với chủ đề là bạn lo lắng điều gì? Và diễn giả là mục sư quản nhiệm. Hai ban phụ trách đó là ban nữ giới và ban thiếu niên. Xin các ban chúng ta tiếp tục chuẩn bị để rồi qua Tết vô thì chúng ta cũng có một cái chương trình thật là tốt. Thông báo thứ 4. Chương trình cầu nguyện và học kinh thánh của Hội Thánh vào tối thứ 3 thì chúng ta sẽ học tiếp tục vào tối thứ 3 10 tháng Giêng với mục sư nhiệm chức Đỗ Ngọc Hòa qua môn học là Thánh Kinh Phong Tục. Sau đó thì chúng ta tiếp tục sẽ nghỉ Tết và sau Tết thì chúng ta sẽ có thông báo học lại. Thông báo thứ 5. Chương trình thờ phượng Chúa Tết Nguyên Đán thì chúng ta trong năm nay chúng ta có 2 buổi. Thứ nhất là tối thứ 7 ngày 21 tháng Giêng, tức là tối 30 Tết, chúng ta có chương trình nhóm giao thừa vào lúc 20 giờ. Và sáng Chủ nhật mùng 1 Tết 22 tháng Giêng, chúng ta cũng sẽ nhóm lại vào lúc 8 giờ. Và cũng xin Hội Thánh trong vòng Hội Thánh Chúa, con cái Chúa nào chúng ta được Chúa cảm động ở trong suốt năm qua, được Chúa ban phước, chúng ta làm chứng, chúng ta muốn làm chứng trong cái dịp giao thừa đó hoặc là trong sáng mùng 1 thì chúng ta đăng ký với lại ông thư ký Hội Thánh để rồi sắp lịch để chúng ta có thể làm chứng trước Hội Thánh. Và thông báo cuối cùng là ngày 13 và ngày 14 tháng Giêng thì mục sư quản nhiệm và ban chấp sự sẽ đi thăm và tặng quà Tết cho quý ông bà lớn tuổi ở trong Hội Thánh, tức là quý ông bà trên 70 thì mục sư quản nhiệm và ban chấp sự sẽ đến thăm và tặng quà. Và sáng Chủ nhật ngày 15 tháng Giêng sau giờ thờ phượng Chúa thì sẽ phát quà cho những gia đình khó khăn ở trong Hội Thánh mà có tên ở trong danh sách. Xin chúng ta sẽ đi đông đủ và chúng ta đến phòng ban chấp sự để chúng ta nhận quà. Xin cảm ơn Hội Thánh. Hội Thánh bước vào phần tức lễ. Kính mời Hội Thánh đồng đứng. Hội Thánh cùng cầu nguyện chung và hát thánh ca số 23. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm nghịch cùng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ mà cứu con khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh chân thần hoàng ơn vô đối dưới đất chúng.